Đây là API, chào các bạn, mình là Huy. Hôm nay mình sẽ review một giáo án rất là nổi tiếng, đó là giáo án Max OT. Thì mình tin rằng là rất là nhiều người khi mà đã cầm một quả tạ thì có thể đều đã biết đến giáo án này hoặc thậm chí là tập. Đây là một giáo án nó rất là nổi tiếng về mặt tăng cơ giảm mỡ, thì chúng ta sẽ cùng thử xem là cái giáo án này có gì đặc biệt và bạn có nên sử dụng nó trong cái lịch tập của bạn hay không nhé. Max OT là một giáo án rất là nổi tiếng của AST. Thì nếu mà bạn đã từng uống whey VT2 thì bạn có thể biết được là cái whey này của cái hãng AST đó. Thì giáo án này về Việt Nam nó đã được cải biên lại để cho có thể phù hợp hơn. Thì cái thông tin về Max OT mình sắp chia sẻ ở đây là thông tin của cha đẻ hắn luôn đấy. Max OT sẽ là một cái giáo án chuyên về tập tăng cơ và tăng sức mạnh, nghĩa là những cái bài chính mọi người sẽ giữ cái khoảng rep từ 4 đến 6. Mỗi một nhóm cơ mọi người sẽ chỉ tập khoảng một lần một tuần, chia theo cái split, kiểu cái split cổ điển, nghĩa là một nhóm cơ mà tập một lần một tuần, và một tuần chúng ta tập theo kiểu là ngực, lưng, bụng, chân, tay các thứ, thì đó sẽ là khoảng 5 buổi một tuần cho cái lịch này. Chúng ta sẽ các cái bài chính thì như mình nói ở trên, vì cái mục tiêu là tăng sức mạnh và tăng cơ, sẽ thiên về sức mạnh nhiều hơn, cho nên khoảng rep nó rơi vào tầm từ 4 đến 6. Tuy nhiên thì khi mà về Việt Nam nó có thể biến tướng ra một chút, nghĩa là ngoài cái việc mà chúng ta tập những cái bài chính với các khoảng rep nó thấp, thì chúng ta có thể nhặt thêm những cái bài bổ trợ phụ nhỏ nhỏ, ví dụ như là bài ép ngực hay bài fly. Bài đó thì bạn không thể bạn tập với khoảng rep nó thấp được, đúng không ạ? Bài đó là một bài đơn khớp thì chúng ta sẽ phù hợp hơn với những cái khoảng rep nó rơi vào tầm từ 8 đến 15. Cái việc mà chúng ta tập trong khoảng từ 4 đến 6 rep này thì mình tin rằng là nó là một cái khoảng rep nó phù hợp để mọi người vừa phát triển được sức mạnh cũng như là có một chút về mặt tăng tiến cơ bắp, hoặc là nếu bạn có bổ sung thêm những cái bài phụ ở phía sau, những cái bài có khoảng rep cao hơn, thì bạn hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu vừa tăng cơ vừa tăng sức mạnh. Ví dụ như bài 1 mình chọn bài bench press hay cái bài để ngực, mình sẽ tập trong khoảng 5 đến 6 rep thì nó sẽ thiên về thần kinh, nghĩa là nó sẽ đánh vào cái sức mạnh nhiều hơn, về cái khả năng phát triển sức mạnh và khả năng phát lực. Và ở sau bài đó mình sẽ chọn một cái bài fly hay là một cái bài đơn khớp cho ngực, mình sẽ tập trong khoảng từ 10 đến 12 rep thì mình sẽ đánh được vào khoảng rep mà nó tác động nhiều hơn lên cơ bắp, nghĩa là cái mục tiêu về hypertrophy hay là sự phì đại. Thì nếu như mà mình kết hợp được hai cái yếu tố đấy, như là cái lịch mà Max OT biến tấu ở Việt Nam, thì mình sẽ vô hình chung là mình đáp ứng được một cái yếu tố cơ bản của lịch tập, nghĩa là mình chạy đa dạng các khoảng rep. Thời gian nghỉ giữa những bài nó sẽ rơi vào tầm 2 tới 3 phút, thì đây là mình nghĩ rằng một cái khoảng nghỉ nó phù hợp với cái số rep ở trên. Và tính tổng thể ra sau một buổi thì bạn sẽ tập trong khoảng từ 6 đến 9 set với mỗi nhóm cơ. Ví dụ như là 9 set thì bạn có 3 bài tập ngực, mỗi bài tập ngực bạn tập 3 set thì tổng thể nếu bạn tập ngực 9 set. Chúng ta sẽ đánh giá nó dựa trên là những cái yếu tố cơ bản khi mà chúng ta xét về một chương trình tập, nghĩa là chúng ta sẽ đánh giá về yếu tố kích thích lên cơ bắp cũng như là cái khả năng phục hồi. Xét về cái hiệu quả cho người đã có kinh nghiệm tập thì mình nghĩ rằng là lịch Max OT này là một cái lịch mà nếu mà ai đã có kinh nghiệm tập từ trên nửa năm đến một năm, nghĩa là ít nhất là bạn đã đạt được một cái hiệu quả gì đấy trong việc tập luyện, thì bạn nên thử cái phương pháp này. Nghĩa là nó giống như phương pháp bình thường mà chúng ta nên tập, nghĩa là chúng ta chạy cái khoảng rep nó khá là rộng từ thấp đến cao, chúng ta đạt được hết tất cả những cái mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên thì một cái lưu ý của mình đó là vì cái chương trình tập này, các cái bài chính nó chạy trong khoảng rep thấp như vậy, thì cái khoảng rep từ 4 đến 6 bạn sẽ biết rằng là nó sẽ gây một cái áp lực tương đối là lớn lên cái hệ thần kinh trung ương của bạn. Thì cái hệ thần kinh trung ương này xét về mặt nghỉ ngơi và phục hồi nó sẽ cần nhiều thời gian hơn là cơ bắp, cho nên khi mà bạn có một công việc gì đấy stress, hoặc là bạn không kiểm soát được nhiều về chế độ dinh dưỡng cũng như thời gian ngủ, thì cái phục hồi của bạn bị ảnh hưởng. Cái tổn thương mà cái lịch tập này nó gây lên cho hệ thần kinh trung ương của bạn nó sẽ khá là lớn, thì không phải là ai cũng có thể phục hồi được với cái điều đó. Cái điểm mà mình muốn lưu ý đấy là cái lịch này về mặt cổ điển là nó sẽ chia ra là mỗi nhóm cơ chúng ta tập một lần một tuần. Xét về cái yếu tố frequency hay yếu tố tần suất là nó đang bị cả người ta chế trách, người ta đang muốn tập theo kiểu là mỗi một nhóm cơ chúng ta tập nhiều lần hơn một tuần, nhưng mà mỗi ngày chúng ta sẽ tập ít set ạ. Cái khoa học đứng đằng sau đó là cái việc mà chúng ta đi tập là để chúng ta bật một thứ chúng ta gọi là muscle protein synthesis, nghĩa là cái tổng hợp protein. Chỉ có khi đi tập chúng ta mới bật được cái kích thích đấy lên thôi. Và khi mà chúng ta sau buổi tập chúng ta về nhà và chúng ta nghỉ ngơi, thì cái quá trình tổng hợp mà chúng ta bật lên sau buổi tập đó nó sẽ duy trì để phục hồi cơ bắp cho bạn. Và khi mà cơ bắp đã được phục hồi thì quá trình này nó sẽ dừng lại, và cái nhiệm vụ của bạn lúc đấy là bạn lại tiếp tục tập lại nhóm cơ đó để bật được cái tổng hợp protein này lên. Và chúng ta cứ duy trì như vậy thì cái việc mà bật tổng hợp protein nó sẽ được kéo dài trong xuyên suốt cái quá trình tập luyện của bạn. Tuy nhiên thì cái quá trình này, cái phục hồi của bạn ấy, thì nó sẽ chỉ rơi vào tầm từ 23 đến 48 giờ, hoặc thậm chí là có thể lên đến khoảng 72 giờ, tùy vào cái cường độ mà bạn tập. Còn cái lịch Smart OT này thì mỗi nhóm cơ bạn tập một lần một tuần, nghĩa là thứ hai tuần này bạn tập xong đến tận thứ hai tuần sau bạn mới tập lại nhóm cơ đó. Như vậy là nó không hề tối ưu cho cái frequency thông thường mà một người tập người ta thường theo. Thế thì tổng kết lại về cái lịch tập này thì mình đánh giá rằng là lịch tập Max OT là một cái lịch tập mà phù hợp với những người có trình độ trung cấp
ít nhất là bạn đã có hiệu quả, đạt được một cái hiệu quả ở trong tập luyện rồi thì bạn có thể tập được này. Nó sẽ không quá là phù hợp ở cái trend hiện tại, nghĩa cái khoa học bây giờ nó đang ủng hộ cái việc mà chúng ta nên tập với tần suất cơ bắp nhiều hơn. Tổng thể như vậy mình sẽ đánh giá cái giáo án Max OT này ở trên thang điểm 6/10. Với một số người, một số thời điểm bạn tập, bạn có thể gain được cái hiệu quả từ nó, tuy nhiên thì nó sẽ không tối ưu cho toàn bộ những người đi tập thông thường.